Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khẩn trương khắc phục lũ bão, khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Cảnh báo nguy cơ bệnh dịch sau mưa lũ. Gần 18 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Công bố nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nước trên sông Hồng xuống dưới mức báo động số 1. Các xã bị ảnh hưởng của thành phố Hưng Yên tiếp tục tổ chức các hoạt động bơm gạn nước cho diện tích cây ăn quả còn ngập nước và vệ sinh trường lớp, đảm bảo cho học sinh đi học vào thứ Hai ngày 16 tháng 9 tuần tới. Ngày thứ Hai, cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Hành tiếp tục thực hiện công việc vệ sinh và di chuyển bàn ghế từ tầng 2 xuống các phòng học ở tầng 1, kê kích, sắp xếp lại bàn ghế để đầu tuần đón học sinh vào học theo kế hoạch. Tôi dọn dẹp cùng các thầy giáo, cô giáo để các con vào học đúng theo kế hoạch. Thứ nhất là chúng em đã xây dựng kế hoạch là tổng vệ sinh toàn bộ tầng 1, lợi dụng cái sức nước là công tác vệ sinh rất là nhanh chóng, thực hiện là mở hết tất cả các phòng học, đồng thời là bật các quạt gió để cho phòng học khô và thoáng mát. Bên cạnh đó, việc bơm rút nước trên các sông trục trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn đang được kiểm tra đôn đốc nhằm cứu diện tích cây ăn quả vẫn còn ngập nước. Ủy ban dân thành phố đang chỉ đạo tích cực các cái lực lượng tháo gạn nước ở những nơi có thể và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mở các cửa cống thoát ra sông Hồng, rồi bơm động lực của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố, cũng như là chỉ đạo các lực lượng tại chỗ của các xã, phường có diện tích ngập úng để triển khai các biện pháp tháo nước, gạn nước nhanh nhất có thể. Cùng với đó, hạ tầng điện năng và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân 4 xã ngoài đê vùng ngập lụt của thành phố Hưng Yên vẫn đang tiếp tục được thực hiện với phương châm nước rút đến đâu triển khai vệ sinh thao rửa và phun thuốc tiêu độc khử trùng đến đó nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Khu dân cư Đức Hòa, xã Đức Hợp, huyện Kim Động có gần 100 căn nhà bị ngập do nước sông Hồng dâng cao trong những ngày qua. Ngay sau khi nước rút, bà con phải thực hiện di rời, đã trở về nhà, bắt tay nhanh chóng vào công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Dọn bùn theo con nước là cách làm của các hộ dân tại đây khi xử lý nước ngập úng kèm bùn đất vào trong nhà. Theo các hộ dân, nước rút nhanh trong khoảng thời gian từ đêm đến sáng sớm nay, vì thế bà con nhanh chóng dọn dẹp ngay từ đêm bằng cách là nước rút tới đâu, khuấy bùn đất đẩy ra ngoài cùng với nước đến đó. Cách làm này vừa tránh bùn đất đọng lại khó xử lý, vừa giảm trọng lượng khi quét dọn. Việc xử lý rửa sạch không gian nhà cửa được làm nhiều lần để đảm bảo hết mùi bùn đất, vi khuẩn gây bệnh. Nước lũ này thì nó vi khuẩn rồi cũng nhiều, nó ô nhiễm nhiều, cho nên là gia đình phải dọn vệ sinh xà bông nhiều lần thì nó mới sạch nổi. Rút đến đâu là mình dọn đến đấy, vừa dội nước vừa khoáng bùn ra. Hiện nước đã rút nhanh, hầu hết các gia đình đều đã kê lại đồ đạc dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, tranh thủ nắng để phơi, hong khô đồ đạc, nhất là đồ vải, đồ gỗ dễ ngấm nước và xử lý các đồ gia dụng, điện tử để đảm bảo an toàn khi sử dụng, sớm khôi phục lại cuộc sống hàng ngày trước lũ. Sau bão số 3 và mưa lũ, các diện tích cây ăn quả của huyện Kim Động đều ngập úng nặng nề. Hiện cùng với công tác tiêu úng, bà con tích cực xuống đồng, theo dõi mực nước rút, chuẩn bị các điều kiện để chăm sóc phục hồi cây trồng. Vườn cây hơn 1,5 mẫu gồm hàng trăm gốc bưởi nhãn của gia đình ông Sơn ở thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, dù ở khu vực cao trong đồng, song vẫn bị ngập nước. Đối với bưởi đã có 60% quả rụng, 40% còn lại cũng đứng trước nguy cơ hỏng do cây úng nước, móc quả. Nhãn thiệt hại ít hơn do đã thu hoạch xong, tuy nhiên cây ngập úng lâu ngày ảnh hưởng đến sinh trưởng và ra hoa, quả vụ sau nếu không được tiêu úng và chăm sóc kịp thời. Riêng về cái lượng quả thì là quả mất một chừng là ngon mất trăm triệu, cả bưởi diễn từ bưởi hoàng rồi là bưởi tân nạc càng cạn nhanh được sớm được thì cái tỷ lệ cây cứu được nó sẽ càng cao.
và sau khi cạn thì chúng tôi sẽ tổ chức đi cắt bỏ những cành mà do gió bão dập gậy chuyển sang là chăm sóc, chỉ sử dụng phân súc bê lân. Xã Đồng Thanh là vùng trồng cây có múi lớn nhất của huyện Kim Động với diện tích khoảng 300 ha các loại cam, bưởi, chanh. Đối với giống cam Hưng Yên sẽ cho thu khoảng một tháng nữa, song do ngập úng lâu ngày khiến cho quả rụng và nứt vỡ. Còn lại bưởi, cam đường canh đã bắt đầu có hiện tượng héo lá, quả và chết cây. Biện pháp khắc phục chúng tôi vẫn cứ chỉ đạo các thôn vận động nhân dân là cố gắng hết mức có thể khoanh vùng và bơm dã chiến rồi bơm điện. Việc cần làm ngay để khắc phục hậu quả đối với các diện tích này là khẩn trương tiêu úng. Hiện xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Kim Động đã vận hành 100% máy bơm tiêu úng ở các trạm bơm với tổng số 127 tổ máy. Bà con cần tích cực theo dõi mực nước rút, bắt tay ngay vào việc dọn dẹp tàn dư, dựa vào tình trạng cây để thực hiện chăm sóc phục hồi cây phù hợp để cứu vớt phần nào thiệt hại do mưa bão gây ra. Tại huyện Ân Thi, người dân đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của mưa lũ, nhất là với các diện tích lúa mùa chuẩn bị cho thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nước còn đang ngập sâu, máy cơ giới thì không thể hoạt động. Toàn bộ những công việc thu hoạch của người dân đều thực hiện thủ công. Thế nhưng mà những người dân này vẫn đang tranh thủ từng giây, từng phút để đẩy nhanh tốc độ gặt lúa. Bởi vì lúa còn ngập trên đồng ngày nào thì thiệt hại càng lớn ngày đó. 4 giờ sáng, những nông dân này đã có mặt trên cánh đồng. 11 giờ trưa, nắng chang chang, không khí oi nóng nhưng vẫn chưa có ai về nhà. Những bữa ăn vội vàng, những phút nghỉ ngơi tranh thủ, tất cả đều đang nỗ lực để cứu lúa. Những bông lúa chưa thực sự chín vàng, có những hạt đã mọc mầm, vẫn được người nông dân cẩn thận thu hoạch với phương châm xây nhà hơn giả đồng nhằm giải phóng đất để gieo trồng cây vụ đông và giảm thiểu thiệt hại. Mọc mầm hết như này thì phải gặt về chứ xây nhà còn hơn giả đồng. Cố gắng để gặt được bông nào được, chúa luôn nắng rồi phơi trên đường luôn, xong là bắt đầu về dê loại bỏ những cái mầm ra xong rồi còn ấy thì mình ăn. Mầm thì chăn nuôi gà chứ. Đợi nước rút thì không biết đến bao giờ. Càng đẻ thì nó lại càng mọc mầm. Chúng tôi phải tranh thủ từng giây để mà gặt để cứu lấy lúa đó. Đối với những ruộng lúa chưa thể gặt, người dân đã tranh thủ buộc dựng lúa để hạn chế thối bông. Sau khi thời tiết tạnh giáo, phun bổ sung phân bón lá kali, phun thuốc trừ sâu bệnh để cây lúa phục hồi đứng nhanh và thúc đẩy lúa chỗ thoát. Bắt buộc phải khắc phục để kiếm lấy cái hạt gạo cứu được tí nào hay tí ấy. Nếu không phun thì nó cháy dày thì bây giờ làm gì còn gạo. Huyện Ân Thi có khoảng 6.000 ha lúa mùa, phần lớn đang bị úng ngập. Từ chiều ngày 13 tháng 9, các trạm bơm trên toàn huyện đã triển khai bơm tiêu úng cho vùng nội đồng. Tại một số trạm bơm trọng điểm như Trà Phương, Đan Tràng, Tam Đô hoặc một số khu vực ngập sâu như trạm ấp Bắc, trạm 4 đã vận hành tất cả các tổ máy hoạt động hết công suất để nhanh chóng giảm úng ngập. Trong cái thời gian tới thì theo sự chỉ đạo của các ban ngành thì chúng tôi vẫn duy trì máy móc để khắc phục hậu quả cho để tiêu úng cho bà con để cứu lúa. Do ảnh hưởng của đợt bão lũ vừa qua đã làm hàng nghìn hecta lúa rau màu, cây ăn quả bị ngập úng thiệt hại. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, nhiệm vụ khôi phục cây trồng sau bão lũ đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai. Ngay sau khi nước rút, các đơn vị chức năng trong tỉnh đã hướng dẫn nông dân kịp thời khoanh vùng, tiêu úng nhanh, bảo đảm không để lúa rau màu bị ngập sâu trong thời gian dài, đồng thời phổ biến các biện pháp kỹ thuật chăm sóc những diện tích lúa rau màu, cây ăn quả bị ngập. Trong thời gian tới thì cần tập trung vào một số các nội dung. Với các cái diện tích lúa mà đã đỏ đuôi đến chín thì cần phải là huy động mọi nguồn lực để thu hoạch các cái diện tích lúa mà từ giai đoạn chỗ đến chín sữa thì là cần phải là dựng buộc tất cả các cái diện tích lúa bị đổ buộc theo 3 đến 4 khóm để hạn chế cái tỷ lệ nảy mầm trên bông, và thứ hai là để đảm bảo tốt cho cái công tác phòng trừ sâu bệnh cuối vụ. Đối với cây rau màu thì là cần phải dọn sạch tàn dư các loại cây bị dập lát, gãy đổ, đồng thời là chuẩn bị các cái nguồn giống để phục vụ tái sản xuất sau khi mà điều kiện thời tiết thuận lợi. Cây có múi cũng như là các cây ăn quả khác cũng dọn sạch tàn dư thực vật ở trên đồng ruộng, các loại quả bị rụng rồi cành cây gãy đổ, đồng thời là các cái cây mà bị gãy đổ thì có thể là dặn lại gốc và sử dụng các loại phân bón hữu cơ vi sinh hoặc các loại như
như là Chico Đẹp Ma và các cái dòng thuốc phòng trừ lấm để phòng trừ lấm bệnh trên cây. Đối với cây chuối thì là dọn dẹp các cái cây gãy đổ, đồng thời là để tận dụng cái khoảng thời gian để chờ cho cái vụ mới tiếp theo, thì các cái diện tích chuối bị mất hẳn thì có thể là gieo trồng các loại cây rau màu ngắn ngày. Thưa quý vị và các bạn, từ khi bão số 3 đổ bộ, mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên. Với lĩnh vực chăn nuôi, đã có hàng nghìn con gia súc gia cầm nói chung và đàn gà bị chết sau bão lũ nói riêng. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm, nhiều hộ dân chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó với mưa lũ. Vì vậy mà đàn vật nuôi được bảo vệ an toàn. Trong khi nhiều hộ gia đình tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ bị thiệt hại hàng nghìn con gà do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và đợt mưa lớn, thì đàn gà Lai Đông Tảo với 5.000 con của gia đình chị Cúc vẫn sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo cung cấp ra thị trường dịp lễ Tết khoảng 15 tấn thịt gà thương phẩm. Trong thời gian cấp bách này thì gia đình nhà chúng tôi lấy những các cái rành nhựa kê lên để cho gà nó đỗ. Mái thì tôi lấy những các cái dây thép chằng chéo ở trên mái. Tôi lấy cám trước, tôi để kê cao lên, ăn trong độ khoảng 10 ngày. Những các cái chuồng mà sau khi bị ngập úng xong, thế thì cũng tuyên truyền nhân dân là dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng, róc vôi. Sau khi chuồng khô ráo thì là tiếp tục vào những cái con giống để tái đàn. Những ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của đàn gà Đông Tảo. Đây cũng là thời điểm dịch bệnh dễ phát sinh và lây lan trên đàn vật nuôi. Công tác bảo vệ, giám sát và phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi luôn được xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu quan tâm chú trọng, như luôn đảm bảo chuồng trại vững chắc, đảm bảo mật độ nuôi phù hợp, dự trữ đầy đủ nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi. Chính vì vậy mà trong đợt bão lũ vừa qua, 350 hộ chăn nuôi khoảng 17.000 con gà Đông Tảo vẫn an toàn, đảm bảo cung ứng sản phẩm ra thị trường. Trước khi mà bão đổ bộ vào thì chúng tôi đã khuyến cáo người chăn nuôi tiến hành các biện pháp để gia cố chuồng trại chăn nuôi, khuyến cáo các hộ chăn nuôi là kê cao sàn vùng mà trũng nặng thì di chuyển đàn gà Đông Tảo đến vị trí an toàn. Khi có mưa, bão có thể gây ngập úng cục bộ hoặc lụt trên diện rộng, tạo cơ hội phát tán mầm bệnh. Người chăn nuôi cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết hàng ngày và tăng cường chăm sóc cho đàn vật nuôi trong mùa mưa bão để tăng khả năng chống chịu các tác động bất lợi của thời tiết. Những ngày qua, mưa lũ đã làm ngập nước nhiều địa phương, vùng bãi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hàng nghìn con gia súc gia cầm đã được bà con di dời vào trong đê để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi. Chi cục thú y đã thành lập các đoàn công tác đến các địa phương để chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và xử lý môi trường sau mưa lũ. Theo đó, Chi cục Thú y tỉnh vừa xuất 21.000 lít hóa chất khử trùng tiêu độc cho các trạm thú y để triển khai tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc trên địa bàn toàn tỉnh từ nay đến đầu tháng 10 năm 2024. Các xã, phường, thị trấn thành lập đội phun hóa chất khử trùng tập trung với các khu vực tránh trú của đàn vật nuôi. Hướng dẫn người chăn nuôi khi nước rút phải thực hiện ngay vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi trước khi đưa vật nuôi trở lại chuồng nuôi, chăm sóc nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, tổ chức thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc gia cầm theo đúng quy định, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm dịch bệnh gia súc gia cầm, nhất là các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, lở mồm long móng và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện. Chi cục thú y đã chỉ đạo hệ thống thú y từ huyện đến các xã, thị trấn sao là hướng dẫn các hộ chăn nuôi tập trung vào những nơi đảm bảo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tăng cường khử trùng tiêu độc cho khu vực xung quanh của chăn nuôi và đề nghị các hộ chăn nuôi thấy hiện tượng gia súc châu bò lợn ốm chết phải báo ngay cho cơ quan thú y chuyên môn biết để có biện pháp xử lý kịp thời, không được vứt xác châu bò lợn gà chết ra môi trường xung quanh. Sau bão lũ, nguồn nước, nguồn thực phẩm có nguy cơ bị ô nhiễm do các mầm bệnh có sẵn trong nước chất thải, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Theo thống kê của khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, hiện khoa đang điều trị cho trên 60 bệnh nhân, trong đó chủ yếu là các bệnh nhân về đường tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy chiếm gần 50%, tỷ lệ bệnh nhân bị sốt xuất huyết chiếm khoảng 10%. Hiện mực nước tại các điểm ngập lụt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang rút dần. Nước lũ, bùn đất, rác thải tràn lan dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, các bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, do nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh cũng là những yếu tố có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, đau mắt đỏ.
chúng ta phải phòng bệnh bằng cách gì? Ăn chín uống sôi, vệ sinh sạch sẽ, sử dụng nguồn nước sạch, không để những thực phẩm hỏng mà chúng ta vẫn cố sử dụng, khai thông những chỗ lỗ nước đọng, chuồng vại chúng ta thau rửa sạch sẽ, đậy cái nắp kín, ngủ màn, và nếu nước rút mà còn mũi chúng ta phải phun hóa chất để diệt mũi, và đặc biệt chúng ta khi dấu hiệu sốt huyết chúng ta cần đến bệnh viện, không tự ý chữa nhà. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt công tác vệ sinh, làm sạch môi trường trên tinh thần nước rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó, xử lý nước cho sinh hoạt, xử lý gia súc, gia cầm chết, công trình vệ sinh bị ngập đúng cách, cũng như thực hiện ăn chín uống sôi để đảm bảo sức khỏe. Trong những ngày qua, các địa phương tiếp tục tổ chức phát động ủng hộ và thăm tặng quà hỗ trợ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng. Tại huyện Văn Lâm, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của bão số 3. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng gia đình bà Nguyễn Thị Bảy, gia đình bà Khúc Thị Dung cùng ở thôn Khuốc Bến, xã Lương Tài và gia đình ông Nguyễn Văn Mười ở thôn Đại Từ, xã Đại Đồng. Sự lễ phát động tại thành phố Hưng Yên có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Ngay tại lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận được hơn 600 triệu đồng từ các đơn vị tổ chức cá nhân ủng hộ người dân bị thiệt hại bởi bão lũ. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang đã đến thăm động viên, trao tiền cùng hiện vật hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Huyện Văn Giang đã hỗ trợ 147 hộ có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Tân Dân, huyện Quai Châu tổ chức đấu giá 63 suất đất cho nhân dân làm nhà ở khu dân cư mới. Ba lô đất được đấu có tổng diện tích trên 63.000 m2, diện tích các thửa từ 93 m2 đến trên 110 m2. Hình thức đấu giá từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng một lần đấu giá. Tại phiên đấu giá, thửa đất trúng đấu giá cao nhất với giá là 44,6 triệu đồng một m2, chênh lệch với giá khởi điểm là hơn 20 triệu đồng một m2. Thửa đất có giá trúng thấp nhất là 26,9 triệu đồng một m2, nhưng cũng cao hơn mức giá khởi điểm là hơn 7 triệu đồng một m2. Buổi đấu giá đã thành công với 63 lô đất đều có chủ nhân và mang lại tổng giá trị tài sản cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, việc một số hộ dân tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi cố tình không bàn giao mặt bằng phục vụ thi công hạ tầng khu công nghiệp số 5, huyện Ân Thi đã tổ chức cưỡng chế bàn giao mặt bằng sạch để chủ đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp. Khu công nghiệp số 5 có diện tích hơn 190 ha, hiện còn 4 hộ dân tại thôn Tượng Cước, xã Xuân Trúc chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng. Sau khi được tuyên truyền vận động, ba hộ đã đồng thuận nhận tiền đền bù. Hộ gia đình còn lại là gia đình ông Nguyễn Văn Phong. Dù đã được các ngành chức năng của địa phương tuyên truyền vận động nhiều lần, cơ chế chính sách bồi thường theo đúng quy định của pháp luật nhưng chưa chấp hành. Để không làm gián đoạn việc tiếp nhận dự án và đầu tư, không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, huyện Ân Thi đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiến hành cưỡng chế bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đồng bộ hạ tầng. Sau gần một tháng xảy ra, Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo về kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh có địa chỉ tại thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động. Ngày 15 tháng 8, có 56 công nhân làm việc tại công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn đau bụng, đi ngoài nhiều lần, phân lỏng. Tất cả 56 ca bệnh trên đều liên quan đến bữa ăn trưa ngày 15 tháng 8 tại công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành lấy mẫu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm gửi kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, kiểm tra bàn tay của 7 người chế biến thực phẩm. Sau khi điều tra theo đúng quy định, Chi cục An toàn vệ sinh đưa ra kết luận nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm do thực hành nấu ăn không đảm bảo quy định. Căn cứ các biên bản làm việc và các hồ sơ tài liệu đã thu thập được, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập biên bản vi phạm hành chính công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.